Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. À, lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, mỗi người chúng ta sinh ra thì đều có một cái số mệnh khác nhau và ứng với mỗi một năm sinh thì nó cũng sẽ có ứng với những mệnh cách khác nhau. Và trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người mệnh kim, những người mệnh kim thì kết hợp với ai, làm cái nghề gì hay là gì mặc quần áo màu gì để được may mắn tài lộc nó đến với mình à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, thưa quý vị à, chúng ta biết mệnh kim là một trong năm cái mệnh của học thuyết ngũ hành âm dương ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ cái thuyết này do cho rằng vạn vật trên trái đất thì đều tạo ra và vận hành từ năm cái học thuyết ngũ hành cơ bản đó là kim mộc thủy hỏa và thổ năm yếu tố vật chất này nó luôn vận động và phát triển À, chúng không độc lập tách biệt với nhau mà phụ thuộc hoàn toàn vào nhau, tác động lẫn nhau. Cái mối quan hệ này gọi là mối quan hệ sinh và khắc. À trong đó, kim thì tượng trưng cho kim loại, kim khí. À, trong cái trời đất này được nuôi dưỡng bởi đất trời. Kim được sinh ra từ thổ vì nó được thiên nhiên, khoáng vật, đất đá nuôi dưỡng, tôi luyện mà thành mà kết tinh. Hành kim đại diện cho cái thể rắn cái khả năng chứa đựng chỉ về cái mùa thu và đặc biệt là chỉ về cái sức mạnh. Đồng thời kim nó còn là một cái vật dẫn khi mà tích cực kim có thể là thể hiện cái sự sắc sảo, cái sự công minh. Còn khi tiêu cực thì nó thể hiện cái sự hủy hoại, phiền muộn. À đó, đó là cơ bản về ngũ hành kim. À vậy thì theo học thuyết âm dương ngũ hành, đấy, cái mệnh kim ấy, chúng ta sẽ gồm có 6 nạp âm. Đó là hải trung kim, kiếm phong kim bạch lạp kim sa trung kim kim bạch kim và thoa xuyến kim à, tương ứng với mỗi cái ngũ hành kim đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái năm sinh đó thì đầu tiên chúng ta cùng có ngũ hành kiếm phong kim thì bao gồm những người sinh năm 1992 1932 là tuổi nhâm thân sa à, trung kim thì gồm có những người sinh năm 2015 hay là 1955 đó hải trung kim thì bao gồm những người sinh năm 1984 và 1924 là tuổi giáp tý. À, ngũ hành kiếm phong kim thì cũng có thêm những tuổi là 1933 hay là 1993 là tuổi quý dậu. Ngũ hành kim bạch kim thì đó là những người sinh năm 1962 và 2022 là tuổi nhâm dần. À, ngũ hành hải trung kim thì bên cạnh đó còn có tuổi 1985 và 1925 là tuổi ất sửu. Ngũ hành bạch lập kim bao gồm những người sinh năm 1940 hay là sinh năm 2000 là ngũ hành là bạch lập kim ấy, là tuổi canh thìn đấy Ngoài ra thì những người tuổi 1963 hay là 2003 là tuổi Quý Mão ấy, cũng có ngũ hành là Kim Bạch Kim. Những người sinh năm 1941 hay là 2001 cũng có ngũ hành là Bạch Lạp Kim. Những người sinh năm 1970 hay là 2030 ấy là những người tuổi canh tuất cũng có ngũ hành là Thoa Xuyến Kim. Những người sinh năm 1954 hay là 2014 ấy thì là tuổi Giáp Ngọ cũng có ngũ hành là Sa Trung Kim. Những người sinh năm 1971 hay là 2031 là tuổi Tân Hợi cũng có ngũ hành là Thoa Xuyến Kim. Đó đó là những cái tuổi mệnh kim à, thứ ba chúng ta cùng xét về tính cách đặc điểm và vận mệnh của những người mệnh kim thì đầu tiên chúng ta cùng xét về tính cách và nhược điểm à, thưa quý vị về ưu điểm nổi bật nhất trong tính cách của người mệnh kim là cái sự mạnh mẽ ý chí quyết đoán họ có sự kiên định và luôn có cái thái độ tập trung vào một cái vấn đề nào đó nếu như đó là cái mục tiêu của họ họ có chính kiến có khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm một cách hiệu quả tuy nhiên đôi lúc những người mệnh kim khá là bảo thủ họ không nhận cái sự giúp đỡ của những người khác những người thuộc mệnh này thì thường rất giỏi trong cái việc sắp xếp tổ chức họ có cái trực giác tốt sống nghiêm túc luôn theo đuổi cái sự hoàn hảo họ vui vẻ luôn là một người thông minh nhanh trí truyền đạt thông tin tốt một cách là khôn ngoan và lôi cuốn vì giỏi ăn nói nên họ rất có khả năng thuyết phục những người khác những người này thì cực kỳ trọng nghĩa khinh tài họ sống vì tình cảm nhiều hơn là chú trọng vào cái vật chất à, họ rất quảng giao và biết cách để kiềm chế cái bản thân họ cũng biết cách để nhìn xa trông rộng à, những người thuộc mệnh này ngại thay đổi cực kỳ là thích cái sự ổn định à, tính cách hướng nội khiến cho những người khác chỉ có ấn tượng về cái sự vui vẻ lạc quan hoàn toàn không nhìn thấy cái tính nóng nảy hay là những cái tính đố kỵ của họ bên cạnh những cái ưu điểm kể trên ấy, thì những người mệnh kim cũng có những cái khuyết điểm như là quá mong cái sự ổn định an toàn nên là hay có trạng thái bất an khó có được sự hòa hợp họ cũng khá là cố chấp bảo thủ bướng bỉnh thiếu đi cái sự linh hoạt à, bên cạnh đó thì họ cũng hay tính toán so bì và xem mình là trung tâm à, khi buồn thì họ cũng sẽ là những người mà có sức hủy hoại vô cùng to lớn À, có thể ví những người mệnh kim như là một cái bông hồng với những cái gai nhọn đẹp nhưng mà không dễ dàng hái được à, những lúc rơi vào cái trạng thái tiêu cực thì kim sẽ trở thành cái vũ khí hủy diệt với cái sức công phá vô cùng là mạnh mẽ à, tiếp theo chúng ta cùng xét về thứ ba là vận mệnh của những người mệnh kim đầu tiên chúng ta cùng xét về sự nghiệp đúng không ạ thì những người này có cái tài năng thực sự nếu mà biết tiết chế cái cảm xúc giảm bớt cái tính đố kỵ và sở hữu ấy thì chắc chắn con đường tương lai sẽ vô cùng là rộng mở và tươi sáng. Họ phù hợp công việc liên quan đến hành kim như là kinh doanh các mặt hàng có liên quan đến vật liệu, kim khí hay là máy móc. Họ có thể theo đuổi các ngành liên quan đến kim hoàn, khai thác lâm sản, cơ khí, lắp ráp xe hơi, cơ điện hoặc là những cái lĩnh vực liên quan đến cái tài chính, kinh doanh, chứng khoán. Ngoài ra cái việc kinh doanh liên quan đến lĩnh vực tin học như là sản xuất phần cứng, máy tính, đồ họa cũng khá là phù hợp với những người mệnh kim hoặc là những lĩnh vực liên quan đến cái tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh doanh, chứng khoán. đó à, Với khả năng truyền dẫn rất là tốt nên các ngành như là dẫn chương trình, nhà văn, nhà biên tập hoặc là MC ấy, cũng rất phù hợp với họ. Họ cũng là mẫu người khá mà phù hợp với công việc liên quan đến chính trị, tài chính. Với cái tài năng của mình, nếu mà sống đạo đức, cuộc sống thì khá là hạnh phúc và cũng nhờ thế mà con đường sự nghiệp công danh của họ cũng được rộng mở và bằng phẳng hơn. À, tuy nhiên nếu họ giới chá, ham hư danh, kiêu căng và tự phụ ấy thì con đường công danh sự nghiệp của họ sẽ cực kỳ là tối tâm. Vì thế mà cái vận mệnh của những người mệnh kim còn phụ thuộc rất nhiều vào cái khả năng kiềm chế bản thân của mình. Vì một người thuộc mệnh này ấy, tin tưởng vào cái khả năng của bản thân nên họ cũng gì kém linh động cho dù cái sự thăng tiến của họ cũng nhờ vào cái sự thay đổi của bản thân mà ra. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người mệnh kim cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc. Khi mang theo bên mình nó sẽ gì giúp quý vị được tịnh tâm an nhiên, khai sáng trí tuệ, giúp gì được tịnh tâm sẽ kìm chế được cái tính nóng này. À, từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ à, minh quang pháp bảo cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người mệnh kim à, thưa quý vị à, xét về hôn nhân nói chung ấy những người mệnh kim thì có tính sở hữu cao nên thường khiến cho nửa kia của mình cảm thấy là ngột ngạt, họ luôn mong muốn thỏa mãn cái tính cách này của mình. À, vì vậy mà nếu có nửa kia là cái người mạng kim ấy thì nên chọn những kẻ yếu thế hay là phụ thuộc vào họ. đó là những người mệnh thủy hoặc là những người mệnh thổ. bởi nếu không ấy thì hôn nhân có thể là gì? dễ thất bại và không được như cái họ mong muốn. À, thưa quý vị làm vợ hoặc làm chồng thì họ phải hy sinh vì những người này cực kỳ toàn tâm toàn ý cho công việc. Họ thích theo đuổi cái sự nghiệp của mình nên là nếu như các bạn là vợ hoặc là chồng ấy của những người mệnh kim ấy thì nên hạ cái tôi của mình xuống và chịu khó nhiều nhịn một chút. Hy sinh vì cái nửa kia của mình khi mà đã hiểu về họ thì cuộc sống của các bạn với họ sẽ trở nên hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình nhân duyên cũng như là tăng cường cái tài lộc thì những người mệnh kim cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc thị phi, tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị đã liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho người mệnh kim. À, thưa quý vị à, bên cạnh đó chúng ta cùng xét về sức khỏe của những người bệnh kim nói chung bệnh kim ấy, thì bệnh thường gặp ở những người này đó là bệnh viêm tuyến tiền liệt đồng thời đau lưng đau cổ viêm đại tràng à, điều trị thì nên tránh ẩm tuy nhiên à, không được dùng máy hút ẩm trong nhà uống lúa mạch hay là súp đậu đỏ hay là hạt hạnh nhân để tránh bị tổn thương chứ không có thuốc để chữa trị rứt điểm à, những người này thì nhiều dương khí ít âm khí không khí khô qua phổi nhiều nên là gây ra những bệnh nóng trong nếu phát bệnh thì dễ bị bệnh liên quan đến phổi những người mạng kim thuộc tây tứ mệnh vì vậy nên chọn hướng nhà là hướng tây tứ trạch tức là hợp với hợp nhất với hướng tây bắc tây nam đông bắc và tây thì sức khỏe mới tốt lên được à, tiếp theo thứ tư chúng ta cùng xét về ngoại hình của những người mệnh kim à, xét về nhân tướng học của những người mệnh kim ấy nói chung ấy, xét theo cái khía cạnh nhân tướng học thì những cái người mệnh kim thì thường có đặc điểm là chán rộng, à, họ khá thông minh và dáng người của họ thì cực kỳ là phong độ. À, những người thuộc ngũ hành kim thường có khuôn mặt chữ điền, gương mặt thì của họ rất là sáng, khung xương của họ thì to, vóc dáng của họ thì cũng vừa phải, thân hình thì tráng kiệt và ít bị bệnh béo phì. À, tướng người hình kim nếu như mà thân hình diện mạo sắc da, à, giọng nói đúng là hành kim ấy mà bàn tay thì không đúng cách thì cũng là những người tạp cách mỗi loại làm chia thành cái cách khác nhau liệt cách và phá cách à, khi bị liệt cách hoặc là phá cách nặng hoặc là bị phá cách thì thì trong nhân tướng học gọi đó là trường hợp chỉ có kim hình chứ không có kim tinh do đó đặc điểm tốt đẹp của hình kim cũng sẽ bị giảm nhiều hoặc là gì không có áp dụng cho những người đó nữa đó. À, thứ năm chúng ta xét cùng mệnh hợp với những người mệnh kim à, muốn biết bệnh kim hợp với gì thì chúng ta cũng phải dựa trên cái yếu tố là năm yếu tố đúng không ạ kim mộc thủy hỏa thổ dựa vào ngũ hành thuyết âm dương tương sinh tương khắc à, theo thuyết ngũ hành âm dương à, thì kim sẽ hợp với mệnh thổ đấy mệnh thủy và chính mệnh kim nữa à, tuy nhiên nếu mà các bạn thuộc kiếm phong kim và sa trung kim ấy, thì cũng sẽ hợp với cả những người mệnh hỏa nữa À, thưa quý vị một cái câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại phải chọn người hợp mệnh đúng không ạ à, bởi vì mọi người đều tin rằng trong cuộc sống ấy nếu mà hợp với những cái người hợp mệnh ấy thì sẽ tạo ra nhiều cái may mắn xuân sẻ thuận lợi tài lộc thì sung túc và đông đầy hơn làm ăn buôn bán với những người hợp mệnh thì công việc sẽ phất lên một cách nhanh chóng có quý nhân phù trợ gặp được nhiều cái may mắn thuận buồm xuôi gió còn nếu là người hợp mệnh ấy thì cuộc sống vợ chồng luôn thuận hòa vui vẻ hạnh phúc hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau phát triển trong cuộc sống lẫn trong công việc Đó. ngược lại nếu mà kết hợp với những người xung khắc với mệnh của mình ấy, thì hay xảy ra những cái mâu thuẫn khó khăn nó trồng chất khó khăn công việc thì cũng không được thuận lợi vợ chồng thì rất dễ xảy ra tình trạng đục đục à, riêng với mạng kim à, kim hợp với mệnh thổ vì được kim sinh ra từ lòng đất được bao bọc và bảo vệ khi mà hai cái yếu tố này nó cạnh tranh với nhau ấy, thì nó sinh ra nhiều cái may mắn và tạo ra một cái kim loại tốt nhất cái mạng kim và mệnh thổ hợp với nhau cả về đường làm ăn lẫn về đường tình duyên tài lộc cùng với đó mệnh kim cũng rất hợp với mệnh thủy à, kim thủy tương sinh ở hai khí cạnh nhau ấy hai mệnh này có sự hỗ trợ cho nhau à, mối quan hệ thì hài hòa à, tuy nhiên ấy, trong hôn nhân các bạn cần phải hy sinh cho đối phương nhiều hơn một chút để bên kia được lợi hai người mệnh kim thì cũng rất hợp với nhau nhờ cái tính cách tương đồng biết rõ ưu nhược điểm của nhau để cùng cố gắng nhờ đó mà họ có thể tránh được những cái tranh chấp những cái cãi vã trong mọi vấn đề bên cạnh đó hai người mệnh này ở cùng nhau cũng sẽ tránh được những cái điều cấm kỵ không may mắn vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để bảo vệ cái hạnh phúc nhân duyên của mình ấy, thì những người mệnh kim cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tam hợp tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung khắc thị phi tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Đó. À, tiếp theo chúng ta cùng xét đến vấn đề thứ sáu là mệnh khắc với mệnh kim. Đó. À, mệnh kim thì khác mệnh gì? Thì cũng theo cái nguyên tắc âm dương ngũ hành À, mạng kim thì khắc mệnh hỏa và mệnh mộc. đặc biệt những người thuộc các mệnh như là hải trung kim, bạch lập kim, thoa xuyến kim, kim bạch kim đều khắc mộc và hỏa rất là mạnh. bởi xét theo cái nguyên lý lý thuyết âm dương ngũ hành thì hỏa có thể đốt cháy và làm tan chảy kim loại. À, khi mà hai cung mệnh này cùng với nhau sẽ rất dễ dẫn đến cái cuộc xung đột và tranh chấp. À, tuy nhiên trong một vài trường hợp thì hai cung này lại có thể là dung hòa và bổ trợ lẫn nhau. À, nếu như mà ngày tháng năm sinh, giờ sinh nó được gì? Nó là hợp mệnh. Còn với những người bệnh mộc, do mộc bị kim nó chặt đứt và gây nên những cái tổn thương. Khi mà hai người này ở cạnh nhau ấy, thì sẽ có một trong hai người bị tổn thương và những cái điều không may mắn nó cũng sẽ xảy đến với hai người. Mạng kim cũng không nên kết hợp làm ăn với những người mệnh khác kể trên và nếu mà trong cuộc sống vợ chồng ấy, thì hãy nhường nhịn thấu hiểu thì mới có thể hòa hợp được thứ bảy chúng ta cùng xét về cái phong thủy cho người mạng kim đó à, thưa quý vị đầu tiên chúng ta cùng xét về cái màu sắc hợp kỵ với những người mạng kim nhé đầu, đầu tiên chúng ta cùng xét về màu hợp với mạng kim à, theo quan điểm của phong thủy ấy, thì người mạng kim hợp nhất với các màu sắc thuộc mệnh tương sinh và tương hợp à, cụ thể như sau mạng kim hợp với màu thuộc mạng thổ tương sinh cho mình như là cái màu vàng, sậm, màu nâu. Đây là những cái màu mà của sự hoàn thiện, sự dung hòa các màu sắc trong cuộc sống. Sử dụng các màu này nó sẽ giúp cho những người mệnh kim thể hiện được cái sự lôi cuốn kỳ lạ. Đặc biệt là khơi dậy những cái nguồn năng lượng tốt trong phong thủy. Mạng kim cũng hợp với cái màu thuộc mạng thủy như là màu đen, màu xanh, xanh nước biển. Đây là các màu mà tượng trưng cho cái sự mạnh mẽ, quyết liệt, đồng thời cũng mang lại cái sự bình yên, thư thái. Bên cạnh đó, thì mạng kim cũng phù hợp với những cái màu màu kim ấy, như màu trắng, màu xám, màu xám bạc. Ở à, trong đó, màu trắng là thể hiện cái sự thuần khiết, giúp uh, sử dụng thoải mái tinh thần đấy và gì suy nghĩ lạc quan hơn, tích cực hơn. Màu xám lại có tác dụng tĩnh tâm, suy nghĩ chín chắn. Đây cũng là các màu giúp cho bản mệnh giảm được cái áp lực. Bên cạnh cái màu hợp thì những người mạng kim cũng có những cái màu khác với những người mạng kim. À, những người mạng kim thì nên tránh xa các màu đỏ, hồng. Đây là những màu tượng trưng cho mệnh hỏa, mà hỏa và kim thì là xung khắc. Nên hạn chế tránh xa sử dụng những cái màu khắc với mệnh mình. Thì ngoài ra kim cũng khắc mộc, nên là cái màu xanh lá, màu xanh lục của cái hành mộc ấy cũng là những cái màu sắc mà những người mệnh kim nên tránh xa. Tuy nhiên, nếu mạng kim mà vẫn muốn sử dụng các màu này À, thì trong cái sự kiểm soát, trừng mức nhất định thì cũng không có vấn đề gì quá lớn. đó. Tiếp theo vấn đề thứ hai chúng ta cần xét là hướng nhà hợp với mệnh kim. À, thưa quý vị à, mua nhà xây nhà là một trong cái trong chuyện trọng đại của đời người và cách bố trí phong thủy nhà thì chúng ta cũng có nhiều cái cách khác nhau. À, trong đó dựa vào âm dương ngũ hành chúng ta cũng sẽ chọn ra được những cách bố trí phù hợp nhất. À, chúng ta đã biết mua nhà là một trong sự kiện trọng đại của đời người bởi vậy cái việc xem hướng nhà trước khi mua nhà là cái điều vô cùng cần thiết. Điều này cũng dễ hiểu, khi mà căn nhà là cái tài sản có giá trị lớn, gắn liền với đời sống của gia đình. Chọn được cái hướng nhà hợp mệnh sẽ giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn, gia đạo thì bình yên, đại phú, đại cát và tránh được những cái xui rủi không đáng có. Như vậy thì mạng kim hợp với màu gì? Thưa quý vị, người mệnh kim thuộc Tây tứ mệnh. Vì vậy hướng nhà tốt nhất cho những người mệnh này là tây tứ trạch ờ, trong phong thủy ấy, thì có hai có hai hướng đó là gì hướng đông tứ trạch và tây tứ trạch tức là hợp với các hướng như là tây bắc tây đông bắc đúng không và hướng chính tây ở trong đó hướng tốt nhất là hướng tây và tây bắc các hướng này sẽ giúp cho gia chủ mạng kim sẽ nhanh chóng tăng tiến đúng như cái mong muốn làm ăn thì phát đạt tình duyên thì được như ý À, thưa quý vị à, quý vị có thể sử dụng cái la bàn để đo để đo được cái hướng nhà của mình cũng như là sử dụng cái la bàn vệ tinh ấy để biết được là mình hợp hướng nào nhé thì ngoài ra một số hướng nhà đại kỵ với những người mệnh kim mà các bạn cũng nên chú ý đó là cái hướng nam hướng chính bắc và hướng chính nam à, những người mệnh kim nếu mà sống trong những căn nhà này thì dương khí nó quá vượng sẽ ảnh hưởng đến cái vận trình của mệnh chủ thậm chí có thể trực tiếp hủy hoại những cái điều tốt đẹp mà gia đình đang có được còn hướng chính bắc thì sẽ là hướng khiến cho tiền tài, gia sản trong nhà dễ bị tiêu tán, sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhất định. Đó là cái điều mà không một ai mong muốn khi mà mua một căn nhà mới cho mình đúng không ạ? Nếu mà chẳng may ngôi nhà đang ở mà có hướng không hợp với gia chủ ấy thì các bạn thì có thể là hóa giải bằng cách là trang trí thêm một số đồ vật phong thủy, mạng kim để cân bằng À, giúp cho cái nó có năng lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể treo một cái gương bắt quái tinh cầu để hóa giải nhé. À, tiếp theo, chúng ta cùng chọn xem là những cái chọn cái màu xe hợp mạng với gia chủ mệnh kim. À, thưa quý vị, mua xe hơi, mô tô cũng là một cái chuyện trọng đại bởi nó song hành cùng với gia chủ trên mọi nẻo đường. À, càng mua xe có giá trị lớn thì cái chuyện chọn xe hợp mệnh lại càng cần thiết. Không thua gì cái việc chọn vợ chọn chồng cả. À, khi mua xe ấy, thì mạng kim nên chọn những màu xe tương sinh cùng với bản mệnh là kim à, kỵ các mô màu xe khác với bản mệnh của chủ nhân à, cụ thể những người mệnh này thì nên chọn mua màu xe màu nâu màu vàng đậm thuộc hành thổ đấy thì ngoài ra xe màu trắng màu vàng nhạt màu xanh nước biển đó, thuộc hành kim ấy, thì hoặc là hành thủy ấy, cũng hợp à, cũng là cái lựa chọn hợp lý nhưng mà cũng cần phải cân nhắc nên mua xe màu xanh lá cây nó thuộc hành mộc hoặc là gì cẩn trọng mua xe màu đỏ và màu cam màu hồng nó thuộc hành thổ hành hỏa đó à, chọn mua một chiếc xe có màu tương sinh với mệnh sẽ giúp gia chủ sở hữu cái cảm giác thoải mái tự tin may mắn và ít bị hỏng hóc ít bị tai nạn à, nếu không may gặp trục trặc thì cũng sẽ được giải trừ à, nặng mà hóa nhẹ bản thân màu tương sinh cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là rất phù hợp và may mắn hơn đó à, thứ tư chúng ta cùng xét xem là nuôi cá phong thủy với những người mệnh kim có được không? À, thưa quý vị, à, theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc ấy, thì kim sinh thủy nên những người mệnh kim rất hợp để nuôi cá cảnh. Vì vậy, à, nên về cơ bản ấy, thì quý vị nuôi cá sẽ giúp cho bản mệnh thúc đẩy cái vận khí tài lộc đem lại cái may mắn trong cuộc sống. À, những người mệnh này thì nên nuôi cá cảnh với số lượng là 4 con hoặc 9 con. À, trong trường hợp nếu muốn mà cá cảnh với cái số lượng nhiều hơn ấy, thì quý vị phải đảm bảo cái số lượng là gì? Cái số 9 hoặc số 4. Ví dụ như 14 24 29 19 hoặc là 39. À, nuôi cá với số lượng 4 thì sẽ giúp cho gia chủ mệnh Kim tăng thêm cái tài vượng. Với cái con số 9 thì sẽ giúp cho gia chủ làm vượng vượng thủy khí nên là cũng sẽ gì? Sẽ tốt cho cái mặt trình về tài lộc và tiền bạc đúng không? Sơn quản nhân đinh thủy quản tài. Vậy thì những người mệnh Kim thì nên nuôi cá gì? Ở à, dưới đây là một số loại cá mà phù hợp với những người mệnh Kim. Thứ nhất là cá rồng, có thân hình dài là loại cá mà được yêu thích nuôi trong bể cá cảnh trong nhà. Đây là loại cá phong thủy có khả năng mang đến nhiều cái may mắn thuận lợi trong cuộc sống cho gia chủ. Đặc biệt là những gia đình về kinh doanh buôn bán. Thứ hai là cá huyền anh vũ hay là còn gọi là gì cá két đỏ ấy, Có thể nuôi trong những cái bể cá để cá cảnh đặt ở vị trí hóa giải cái hung khí. Đây là cái loại cá có tính mạnh mẽ nên nó sẽ giúp cho gia chủ an yên khi mà hướng của ngôi nhà hay là căn phòng nó không ở cái vị trí thuận lợi à, thứ ba là cá nheo là loại cá hay ăn những loại cá nhỏ hơn mình à, nên là rất được nhiều người nhất là các thương gia ưa chuộng để trọng dụng thứ năm là chúng ta trồng cây hợp với những người mạng kim à, một câu hỏi đặt ra là mạng kim hợp cây gì thì theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc trong phong thủy thì thổ sinh kim vì vậy à, cây hợp với những người mạng kim là các loại cây thuộc hành kim à, sinh ra À, cũng có thể trồng các loại cây thuộc hành thổ. À, một số cây trồng thuộc hành kim được nhiều người yêu thích nhất hiện nay ấy, đó là cây lan ý, cây hoa kim ngân hoặc là gì cây cây mộc lan đấy, cây mễ lan và gì cửu lý hương, cây bách kim bách hợp hoặc gì hàn tiếu và cây kim quế. Nếu mà bạn thuộc mạng kim và đang tìm kiếm cho mình những loại cây phù hợp để trang trí trong không gian sống thì dưới đây là những sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn gì mang lại cái may mắn tài lộc mà các bạn không thể bỏ qua thứ nhất là cây lan ý cây lan ý có lá màu trắng kết hợp với màu xanh à, sắc trắng của cái cây lan ý rất tốt cho những người mệnh kim à, tác dụng đầu tiên của cây lan ý là phải kể đến đó là gì hấp thụ cái tia cực tím bức xạ của mặt trời những cái tia nắng hồng ngoại sóng điện tử xuất phát từ những cái thiết bị điện tử trong nhà thứ hai là cây kim ngân cây kim ngân được cho là cây có khả năng thu hút cái sự giàu có đó và cái sự vận may đến cho gia chủ. đặc biệt cây còn có thể thu hút cái tài khí bằng cách là gì cân bằng cái nguồn năng lượng và chi phối cái tài chính. Thứ ba là cây ngọc ngân, cây này khá nổi bật vì có sự kết hợp giữa màu xanh thẫm của lá và cái phần trắng trên cái gân lá. ở à, trong phong thủy cây ngọc ngân mang lại cái sự thuận lợi trong công việc à, cho những người mệnh Kim mang đến nhiều cái sự thịnh vượng và tài lộc. Thì đây là những món quà ý nghĩa liên quan đến tình yêu dành cho những người mệnh Kim đó. À, tiếp theo là cây trầu bà à, mang nhiều cái tài lộc, đấy, thịnh vượng, may mắn cho những người mạng Kim à, giúp cho cuộc sống gia đình tránh được nhiều cái xui xẻo, điều tiếng thị phi trong cuộc sống. Do vậy à, chúng được mệnh danh là cây tiền tài. Hơn nữa, cái vẻ đẹp sang trọng của cây trầu bà nó mang đến cho ngôi nhà một cái nét độc đáo quý phái. Cây thích hợp cho những người làm quản lý, lãnh đạo, góp phần thể hiện cái ý chí không ngừng vươn lên đến đỉnh cao. À, thứ sáu chúng ta cùng xem là những người mệnh kim hợp với các loại đá phong thủy gì. À, những loại đá phong thủy hợp với những người mệnh kim, đó có thể kể như là, thứ nhất là gì? Đá mắt hổ, màu vàng, màu nâu. Đây là cái loại đá phong thủy cho người mệnh này thêm tự tin, tràn đầy cái năng lượng, tràn đầy cái lòng tin à, quyết liệt hành động sẵn sàng đương đầu với những khó khăn những thử thách trong cuộc sống cũng như là trong công việc à, do đó nếu ai mà có tính cách nhút nhát thiếu tự tin thì nên mua cái loại đá này à, tiếp theo là cái đá thạch anh trắng à, khi mà người mang mệnh kim đeo cái loại đá thạch anh trắng sẽ được cái nguồn năng lượng dồi dào giúp chữa bệnh thanh nhiệt hạ sốt ổn định cái thần kinh điều hòa cái huyết áp và chống sưng viêm đấy À, tiếp theo là vòng đá mặt trăng à, các nền văn hóa cổ đại tin rằng những ai mà sở hữu một viên đá mặt trăng ấy, thì sẽ được thần linh che chở ban phước lành à, trong các triều đại cổ đại ở Ấn Độ hoặc là Ai cập ấy, thì những cận thần làm nhiệm vụ cúng tế chiêm tinh thì thường ngậm trong miệng một viên đá nhỏ trong những ngày rằm để dự đoán tương lai và xin thần linh ban cho được cái phước lành cho nhà vua cũng như là cho toàn thiên dân thiên hạ à, tiếp theo là đá thạch anh vàng thì được mệnh danh là chiêu tài thạch, là cái loại đá khá hiếm trong tự nhiên, giúp mang lại cái sự thịnh vượng, tiền tài, công danh. Thạch anh vàng có tác dụng là giải tỏa cái căng thẳng, bế tắc, à, có thể dùng để điều trị các bệnh liên quan đến tiêu hóa như là đau bao tử, viêm loét dạ dày, trứng bụng đấy. À, thúc đẩy cái hoạt động của thận và giúp thanh lọc máu. Bên cạnh đó nó cũng sẽ giúp chiêu tài tiến bảo. À, tiếp theo là đá hổ phách. Thưa quý vị, hổ phách điều hòa được cái tính cách giữ được bình tĩnh và đưa ra được những quyết định sáng suốt trong những người bệnh kim. Ngoài ra tiểu phách còn có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, giúp điều hòa khí huyết, thanh lọc cơ thể, đặc biệt rất tốt cho những người có vấn đề về tim mạch, tiêu hóa. Cũng thúc đẩy cái quá trình phát triển ở trẻ nhỏ. Đó. À, tiếp theo thứ bảy chúng ta cùng chọn nghề nghiệp với những người mệnh kim. À, thưa quý vị chúng ta cùng tìm hiểu xem những người mệnh kim hợp với nghề gì để có thể phát huy tối đa cái sức mạnh của mình nhé à, thưa quý vị à, mệnh kim thì hợp với những nghề thuộc hành thổ à, bao gồm các nghề sau này như là khai thác tài nguyên thiên nhiên khai thác mỏ khoáng sản bao thầu công trình thiết kế nội thất tư vấn môi giới bảo hiểm quản lý hành chính doanh nghiệp cố vấn kinh doanh à, hoặc là bất động sản khai thác đất đai làm đường giao thông gạch đá cát sỏi gốm sứ thủy tinh và những loại đá quý vân vân thứ hai là hợp với những những, những nghề mang hành mộc à, lựa chọn nghề liên quan đến hành mộc ấy, sẽ mang lại nhiều cái lộc cho những người mạng kim à, chúng ta có kim khắc mộc là sinh tài à, những cái ngành nghề liên quan đến cái hành mộc thì bao gồm các ngành sau đây như là kinh doanh mặt hàng liên quan đến gỗ quần áo giấy và hoa hoặc là trông coi thư viện hoặc là làm những nghề lâm nghiệp nghề mộc các loại thảo dược đấy làm vườn mở cửa hàng nội thất buôn bán đồ gỗ làm thậm mộc làm vật tư văn phòng vân vân là nhà báo nhà văn giáo viên viết sách hoặc là nhà thực vật học hoặc là bán tạp khóa, chính trị âm nhạc. À, bên cạnh đó thì những người mệnh kim cũng hợp với những nghề thuộc hành kim. À, theo ngũ hành thì những người mệnh này thì nên lựa chọn các công việc tốt nhất là liên quan đến hành kim bởi tương sinh tương hợp thì luôn là tốt nhất. À, như là các ngành sau này như là kinh doanh trang sức như là vàng bạc đá quý kim cương ngân hàng tài chính à, hoặc là kinh doanh chứng khoán kinh doanh các mặt hàng liên quan đến sắt thép vật liệu xây dựng máy móc à, cơ khí cơ điện phụ tùng xe hoặc là gì điện máy kim khí kim khí điện máy hoặc là bán đồng hồ kính mắt vân vân hoặc là một số các đồ công nghệ sản phẩm phần cứng máy tính hoặc là thiết bị điện tử hoặc là sản xuất trò chơi âm nhạc hoặc là kiến trúc sư vân vân À, thứ 8 chúng ta cùng xét về vật phẩm phong thủy hợp với những người mệnh kim thì dưới đây là những gợi ý về những loại vật phẩm phong thủy cho người mệnh kim một là tỳ hưu phong thủy à, thưa quý vị à, trong phong thủy thì tỳ hưu là một trong những cái món đồ rất phù hợp với những người mệnh kim à, linh vật này sẽ đại diện cho cái sự bình an tài lộc may mắn do đó khi mà đặt nó bên trong nhà sẽ thu hút nhiều cái điều tốt lành đặc điểm nổi bật của linh vật này là do cấu tạo thân thể không có hậu môn và thức ăn chủ yếu là vàng bạc châu báu nên khi trưng bày cái linh vật này trong phòng khách trên kệ tủ hoặc là kết sắt hoặc là tại cái khu bàn thu ngân mà thu ngân ở cửa hàng ấy, sẽ mang lại cho gia chủ nhiều cái tài lộc tích chữ của cải và bảo hộ cho các thành viên trong nhà luôn được bình an tránh xa những cái ám khí những cái điều không may mắn thứ hai là rồng phong thủy rồng phong thủy cũng được mọi người tin tưởng và lựa chọn vì tin tưởng rằng nó sẽ giúp giải trừ cái điểm xấu Thêm vào đó, rồng cũng sẽ giúp tăng cường cái sức mạnh để đảm bảo cho những điều tốt lành nhất nó có thể diễn ra. Thì đây là những cái vật phẩm hình rồng tượng trưng cho cái sức mạnh à, có thể giúp cho những người mệnh kim giải trừ những điều xấu và mang lại những điều tốt lành cho gia chủ. À, thứ ba là tượng Phật Di Lặc. À, thưa quý vị, à, Di Lặc là một trong những cái vị Bồ Tát của đạo Phật. À, khi mạng Kim chọn đặt ở trong nhà ấy, thì sẽ giúp bảo vệ sinh khí bình an cho cả gia đình. Đồng thời cái vật này nó còn mang lại hạnh phúc và tốt lành trong cuộc sống của gia chủ. À, thứ tư là tượng khỉ. Ở à, trong 12 con giáp thì thân được đánh giá là con giáp có cái sự thông minh, nhanh nhẹn và hoạt bát nhất. Nó cũng là cái loài vật trọng tình cảm và gần gũi, luôn bảo vệ, che chở cho đồng loại. Khi đặt tượng khỉ trong nhà thì gia chủ mệnh kim sẽ giúp tăng cường cái sức mạnh, cái sự thông minh và chiêu nhiều cái may mắn đồng thời cũng giúp cho gia chủ sẽ nhanh chóng thực hiện được những cái ước mơ của mình. À, thứ 9 là trong trường hợp khuyết kim thì chúng ta làm như thế nào? À, thưa quý vị, à, theo phong thủy thì những người khuyết kim sẽ có ngày sinh vào mùa xuân, thường là từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 14 tháng 5 dương lịch, theo bát tự ấy, vì dư mộc thiếu kim. Những người này thì được khá nhiều người yêu mến nhờ cái khả năng trực giác bẩm sinh và cái trí tưởng tượng phong phú của mình đặc biệt là rất tệ cảm đối với sự vật thích làm theo cái linh cảm họ là những người sở hữu cái trí tuệ nhanh nhạy có lòng thương người và không thích tranh giành không quan tâm đến cái chuyện thắng thua những người bệnh kim thì dễ mắc những cái bệnh về phổi lưỡi họng như là ho hô hấp bệnh viêm phổi không như thế đôi người còn hay bị các bệnh về bệnh ngoài da như là viêm da năng lông thưa quý vị theo cái tứ trụ bắt tự ấy, thì những người mà thiếu kim ấy, thì không thể dựa vào ăn nói để kiếm tiền. Thì hành vận sẽ kém hơn những người đã những người khác. Vì vậy những người mệnh khuyết có giọng nói tốt thích hợp làm những nghề buôn bán kinh doanh giáo viên hay là diễn giả hoặc là mc vân vân đó à, thưa quý vị à, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về chi tiết về những người mệnh kim về công danh sự nghiệp tài lộc kết hợp với ai làm ăn để được tốt, làm nghề gì thì có được cái cuộc sống giàu sang viên mãn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn